Sau một cơn lục bồi đời say, alo nè, đáp đôi bàn chấm riệp hơi cứ tha nơi địa trái niệm miền cảm vị thi hello via a p p sao pi là tập hợp cái phật ca bát thom hay nâng chấm hầu cái nắp bạ chấm tua đôi alo nè bàn chấm riệp sáp hơi vận tải cái rèn lô miền sầm nua nâng cả phần yul thay tiết sầm lục nè rung chạm tẹt tàu một căn cảm vị thi hello via a lấy muốn nâng chấp đam cảm vị thi ní sầm chế độ ca chấm riệp xua lục việc của mình đang pi cứ lục xâm lăng si bát thiên cana pạ sông cruz chiết nâng lục cầm sốc khá anu bát thiên cana pạ sông cruz chiết sôm chấm biếp xua lục đang pi bạn bà sôm ô con lục chân đại bàn chia được cả đầu và miếng nhất đam bay cho rùm không cam bị thi hello vio e đam bay chấm biếp chun ô lục nè sẽ đáp bản time tiết ông pi pan hà nâng chấm hồ xem xem cầu về đại lạt tập hợp cả bọc nào đầm bông từ tranh cài phơi cá này. Ở lớp môn nâng chấp bắt đầu cam vị thi hello vi a sôm chơi được xong đang xin môn ta chum hồ bọc cả nắp bạc song cruz chiết một tổ nâng về này. Giang đội địch lục bàn về chia hai tham mình từ tu squal lạt tập hợp này cả bọc nào thế vận tải ta miền vị thi này cả giang mai tiết hai đội với ban chia mình từ tu squal hỏi nâng miền chấm nát cả giang na tập buộc bàn hà này thiệt bạc sôm chơi. Bạn dương ban pro ca khởi tha lập tập hợp để cả bọc nào để tôi ban pro ca đời cái đặc tạ cái đầm nái cứ việc liệt ngay bị cả bứt khu hẹp khởi việc đã được thì thoa khu hẹp đá chấm bua rồi chia được mày đôi chân ấy dương mình ai thua cho bạn thì cả bứt cứ cái đặc tạ xong cứ chia đi đấy là tôi ban chơi chấm nè lứ cái đặc tạ phải chỉ chun chơi chấm nè đo thở chắc thở chăng để cho bằng hai chan tiệm phải chia được ngày tất cả cặp thì luôn miên thiệp mình bỏ cả đây chỉ chan để dương ban đăng lư đang bị muốn thay bỏ chan từ thiệt thôi mình men cái đặc tạ xong cứ chuyện chỉ nè đi dễ thì cứ ông ca American NDI cái ban bản chẹt thả rất ấm nát đại khúc khích chỉ mui cô cho bó bàn lúc lúc mua nhạc bó chào chiên mùi liên nhạc miền này thả bó chiếc bó rắc mẹ bó mạng mùi liên bí xe nhạc bắt băng sẽ bó chào bó bọc luôn hay mình bán được bó chào thưa ơi cả đạp bạc xong cơ chiếc hát xâm lên bó mạng chiên mùi liên xâm lên hai ca bó chào đại bó cả là tập hợp đại bó cả ở cả đạp bạc bó chiếc chung thả bó chiếc khi thả kỳ chết cái đạo bạc xong cứu chết là chết là bí sáng xâm lên ngưng chết là bí sáng xâm lên cái đạo bạc bạc chia chân là khúc khích cho mùi cơ cho bó và lúc sẽ lạc chân áo đi cái đạo bạc xong đạc sĩ mùi liên bí sáng xâm lên nhưng bà đầy lúc đi cái đạo bạc xong cứu chết mùi liên bí sáng xâm lên mùi dương thất đau dứt thịt hòa ở nhà rồng cửa là kỳ lúc sẽ lạc để kỳ lúc chúa cứ lúc sẽ bó chân áo lúc cứ cái đạo bạc xong cứu chết tuột chơi chấm nè lướt lúc lướt cái nắp bạc chỉ chuẩn hai miếng phết mình bóc ở đây chỉ cho anh biết bởi những cái đầm rơi phết mình bóc ở đây chẳng lúc cứ cái nắp bạc xong rồi chết nè lướt cái nắp bạc chỉ chuẩn em đã khang lang thành tiền bạc bà xóm ocon lục thiên xong là gì lục cầm sức hát ta lục miền nói bị chẹt bàn tay bị đường này xong chơi mà nhưng miền chùm hồ được chứ nghĩa hai chùm hồ đi mình lên chỉ chùm hồ để bục cô những chùm hồ rồi bóc cái nắp bạc song cử chiết tầm mưu tầm đó để những cái quan tro pi cana cam ca chân trai pi cana cam ca dụ bọc cana pa tầm đó mà bà som okun chân lục cam sắc ha som okun lục bát thiên sam lang si ai lấy môn năng tự tu sum nu pi alu nes đáp trong trong miền sum nu muối ta mạo đo năng pe ni đại lục tha ai năng chen nhạc cana pa bát chi chun campuchia hơi mưa tới asana tầng off hai ban bảman đái hơi đại là cùng rong cả to từ một tiền ông ta nâng thuê rằng mệnh lục bàn bị chẹt nơi không sẽ đại thay cả thà nâng riệp chòm cả nạ cam cả ai kriệt mùi sửa bằng cái ta nơi bên đi nâng miền đầm nà cả rằng mệnh từ hỏi vào lục xong là gì bà tua lịch đại dương promo bán trong cơi bằng phật cứ cả nạ bạc xong rồi chết rồi từ tua bán rằng tích cả học sập bay học sập buôn cái ấy nơi rập sập phía đối với việc lướt đi xa sập phía rồi bột mùi hơi thả vây để dương để dây ní cứ sầm an lướt tua lệ cho bát loạn lướt à vây để con rạc chết kê tà tua sọt
គេថាបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានឈ្មោះខ្មោចជាច្រើននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនបានយកទៅប្រើដើម្បីបំផោងសន្និដ្ឋានឲ្យខ្លួនគឺឲ្យគណៈបកប្រជាជនគឺមានឈ្មោះស្ទួនប្រមាណ200,000អ្នកដែលគណៈបកប្រជាជនបានយកទៅប្រើដោយគេប្រើទឹកខ្មៅដែលអាចលាងជះមានន័យថាមនុស្សម្នាក់អាចបោះឆ្នោតពីរដងហើយអ្នកដែលរៀបចំល្បិចទុច្ចរិតទាំងអស់នោះគឺសិតតែគណៈបកកាន់អំណាចដោយមានការខុបខិតជាមួយនឹងកជបអយុធធនណាចំពោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយយើងដឹងថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកអត់សុខចិត្តទេឲ្យតែនៅមិននៅតែទូចយកតួលេខដែលគណៈបកប្រជាជនប្រកាសយកមកអនុវត្តគឺយើងមិនសុខចិត្តដាច់ខាតខ្ញុំជឿថានឹងមានការតវ៉ាក្នុងទង្វើធំបំផុតរបស់ពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសមរងស៊ីបាទឥឡូវខ្ញុំបាទតាក់ទងជាមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យខាងរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកថារឿងនេះជារឿងធម្មតាមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលគណៈបកជុំទាស់មិនបានទទួលយកលទ្ធផលនោះបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានដូច្នេះបំណងនៃការបោះឆ្នោតគឺជាការបញ្ញាដែលតែការមួយត្រូវតែគណៈបកប្រឆាំងតែឈ្នះឆ្នោតទើបអ្វីៗបានឆ្លើយតបនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទើបអ្វីៗបានឆ្លើយតបពីអំពីដំណើរការដ៏ក្រឹមទៅរបស់គណៈកម្មការជាតិចំបោះឆ្នោតអានេះជាចំណាយរបស់ខ្ញុំចំណាយទី2នៃការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដែលមានឈ្មោះដែលមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងជាមួយគ្នានោះបានសេចក្តីថាគាត់ទទួលស្គាល់លោកតផលិកាបច្ចុប្បន្នវិស័យតហើយតែគាត់ថាជើគណៈបកដែលមានកៅអីអង្គុយនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃសិផានខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកកឹមសុខានៅពេលនេះខាងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដូចជាមិនបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលមកពីតាមមណ្ឌលខេត្តអីច្រើនតើមានមូលហេតុយ៉ាងណាឬក៏លោកចង់ទទូចឲ្យមានការផ្សាយទាំងនឹងទេឬក៏លោកគិតថារឿងនេះវាមានអ្វីប្រែប្រួលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកកឹមសុខាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភាពអន្តរដីកើតមានតាំងពីមុនរបស់ឆ្នោតកើតមានពេលរបស់ឆ្នោតឥឡូវកើតមានក្រោយពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋគេតាមដានការផ្សាយលទ្ធផលនោះគឺអត់ប្រក្រតីទេផ្សាយផ្សាយមកកណាត់ទៅបោះមកកណាត់ទៅផ្សាយផ្សាយអន្តរចូលប្រកាសចំនួនបណ្ដេះទៅទៅឆាយវាជាការចម្លែកណាស់ដែលគណៈបកប្រជាជនអាណត្តិនេះគឺខោពីអណត្តិមុនហើយអណត្តិមុនមុននោះក៏ឈ្នះប៉ុណ្ណេះនោះក៏កើតតែគ្រែងជប់លៀងបើទឹកស្អាតដៃតែក៏ដឹងថាគាត់ចាញ់ទេជាងជាតែគាត់ដឹងខ្លួនមិនដឹងទេថាមិនដឹងទេវាឆៃនេះហើយខ្ញុំគិតថាគេមានការគិតឡើងវិញហើយខ្ញុំជឿថាគណៈប្រជាជននឹងគិតឡើងវិញហើយបើមិនគាត់នៅតែបន្តការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងនឹងការបាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ធ្វើឲ្យអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលចង់បោះឆ្នោតបានបោះនេះគាត់បានថាប្រជាពលរដ្ឋគេអត់ព្រមទេបើគេអត់ព្រមគាត់មិនដឹងទេចែកគាត់កំពុងតែពិចារណាគាត់អាចពិចារណាថាគាត់ត្រូវទៅទទួលស្គាល់ថាគាត់ចាញ់បាទអានឹងឯងដែលដែលជាជម្រើសល្អសម្រាប់បច្ចេកញ្ញាប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានស្ថិរភាពមួយមានការគ្រប់គ្រងជាតិបាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមានការជជែកគ្នាទេបាទរវាងគណៈបកទាំងពីរដូចជាចង់បង្កើតគណៈកម្មការអីមួយផងអីនោះតើមកដល់ពេលនេះមានការជជែកគ្នាជួបប្រជុំគ្នាយ៉ាងណាហើយយើងអត់មានការជជែកទេយើងលើកឡើងអំពីការបង្កើតនៅគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីឲ្យគណៈបកកម្មការនេះគាត់ឆ្លើយតបតើគាត់ចង់ធ្វើគាត់ចង់បោះឆ្លើយបញ្ហាអត់បកអត់ចាំដោះស្រាយបញ្ហាអានឹងពួកគាត់ទទួលខុសត្រូវពួកយើងខ្ញុំគឺចាំដោះស្រាយបញ្ហាចង់ឲ្យមានស្ថិរភាពចង់មានការប្រមូលរួមជាតិបានជាយើងចង់បង្កើតគណៈកម្មការមួយឯករាជ្យចាំមិនចាំឈ្នះដល់ឈ្នះឲ្យវាសច្ចៈសកលរបស់គ្នាអានឹងឯកគោលដៅរបស់យើងឯងបើសិនគាត់មិនព្រមឆ្លើយតបថាបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះនេះទេមានន័យថាគាត់អត់ចាំដោះស្រាយបញ្ហាអានឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវបាទThe Voice of America VOA បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធាន
tiếng pít xong từ tuần xong nua pi sopari bát đại cổng phong chùa bên này tour sắp chỉ mới thi hello VOA xong chơi nhà sopari bát xong xong chơi miền xong nua tới căn lục xong nhạc sĩ đang lục cầm sạc chào cầm sạc kha đang lục xong này tôi lục thở dài chú bị chú phô rọt thong của ấy bị chú phô rọt khắc còn dung còn ấp sốc chất của ấy còn lưu tha khục khai thông thông cơ bản và cả khai lục nó sẽ nào bắt cho hai tay bàn lục cầm sạc kha còn cơ mình toàn rọt và lọc sạc ở thong lục à an tha thế nè bảo học sạc cùng bấy ạ sạc trong sự lập sạc đồng bàn màu bình à hai cái nạp bạc tình cụ chết thế là hà sạc kèm khi ông ạ chứa hai cái chiếc của lập sạc tự bạc sạc đôi chỉ không mũi chung chị đàm quạt tự bạc sạc miền bờ mẹ sạc kì chôn thân tự bạc sạc quạt có tự chọc luôn anh toàn đó về tự ra cái ta chung năng ảnh miền này là tự chung nhầm thế ta thế ơi chung anh ảnh miền sạc dạ ê mà có nhỏ có nhỉ chụp chân thành chân nên trong tầm mấy chỗ ba mẹ mắc thở thương giang ạ thở thương giang đi bà nơi không khát na môi bà nơi nóng một đô la na môi bà nơi khát tập vô trang đôi khi bà khiêm sông ô con chân lực sầy dập hà đi bà chân sông bà ô xâm nô hỏi mẹ nế bà bà chúng xong ở con tại bên hệ bà ta chúng xong chụp xâm nô tam Facebook mui một pì chmu phe đại su tha mình su slap để tham mình tự tu dọc là tập hợp bài ni thế đại chia nhạc group lại hỏi bài chia tranh từ vinh hỏi chọn đằng ta để tha bà chia năm ni mình chia nhạc phong tha ta chia năm na đại là o chieng pì ni tự tiện chẳng xong chơi nhà lục bát thiên xong là gì tự tu sầm nô hay chấm sầm chừng độ cảm xúc hà tam và tọa thiệt bà sầm chừng. Bà miên nó là đắng cà bứt cho bài loa chieng mà chắc nào cứ pro chia riêng mai tu tiếng pro tê campuchia pro chia riêng mai pop pop cực cực green quan tro bắt nào thôi cái nắp bạc song pro chia lọt tập hợp sập tai tôi sẽ lắc để vĩnh cái thác cái nắp bạc mùi tiệt chứ nè đôi chứ nè bởi chia được máy cứ chụp chia mình sọc chặt đi chụp chia quạt đi sai chụp chia pro trang chụp chia to phá đại hàng cá mình từ tua cho đại hạt lập tập hợp đại cái nạp bạc bởi chia chốn bàn pro cá bởi bộ cái nạp bạc bởi chia chốn lọt tại pro cá bom pler cá bứt roll cá watch nào muốn muốn mình toàn từng chấp đam rob selectional park cái pro cá thay cái chia thứ hai đôi chia cái thua tiết cái thua ông phu ác lọt lại đi tiết cái pro cá dạng chấp pro há à vậy đại tươi bị cá bứt à vậy đại hạ dứt thì thua bom pot trong quốc bây giờ thì không ai chưa thả là thả là cá cứ mình nâng nâng thả lên bây giờ thì không ai bắt chìa ngược chó và chăng bạch hạt tiêm tía dứt thịt hóa cứ tiêm tía ở dọc lát tập hóa bất bạc khót dọc nó hạ là bọn lát tập hóa bất bạc khót cứ cả nạ phạm xong cửa chia tê để chứ nhé hồi đại thời miền tuôn thì tí đất ngon cửa tê xong cửa chia tê bà xong ở con trần lúc cầm sạc miền ở vậy bà tham xong chuyện bà xong từ bọc ôn bà chìm rõ thà giúp xong nâng chi yếm tỏ su lẹ bong cực bài bàn tận hò bà bày rộng chức cái thơ chờ bọc ôn bà chìm rõ để trâu bàn kì rùm lô nó xích nông ca bọc chân nào đôi chì ca bọc chmô đôi chì ca lúc chmô cháu đôi chì ca kể tập bỏ cho kể cung kể tập bỏ môn bát cứ bay đang đó sắp chỉ cả lộ lên sắp bỏ chụp đoàn như chồng phải nhà chất đầm bay to su đầm bay ca biên đầu chụp đoàn nên sắp chụp cái chụp đoàn thì bị dương từ ngọn nghệ đang hay thả tham thiết và chụp đoàn này anh ấy cứ khó phê na na đó không có quan tâm này cứ cái chụp đoàn này bao có cứ còn ở miền chụp rơi kia thế còn miền tây thuộc cả to su đầm bay sẽ lấy phía bà con đầm bay sứt bà con đầm bay anh ác cốt bà con chụp xe dụ chôn cứ khi chạm bàn anh ác cốt bà kê khi chạm bàn có sang sụt cung môi mây để chỉ sụt cung để chia sụt tay sụt bà con để thì thằng họ đi thì miền anh ác cốt đó thì sáng ngày đi dụ chôn mai đến sáng ngày cứ khi mình mưa khơi mình lư nhà anh ác cốt sọ
sống bay tè cũng tha lời dụ chân cầu nè co sống bay dụ chân cầu nè thu thiệt là co quật ót mực khơi nhà nát quật lò đá được không sực cùng đặt lòng phải cho anh chẳng hơi dương mình ai riêng đâu chờ ron được bọn phải chịu ron chịu say dụ chân của mày để tàu ca co sang nhà nát quật không sực cùng mùi lò đôi tay cái tay bàn tay chẳng hơi bàn chịu chăm sóng ôi cái nắp bát tân nát xong mít áp chân an ninh đâm bay kênh nga dương nâng rác ra tay tiệm dù bài dương bài bán nông crop khăn môi chữ thô nâng crop sức nô ba lời xong ô con lộc tiang pi nâng pê ni bà sân chi hát đôi chia miền mà tệ khá xâm lăng tờ lơ ca bằng ca đô tháp bì ba thamay mùi nâng pê lời ni bà sân chia khmien tầm nọ sài khăn ông rương sở lạc chân nào nâng sư bằng kê tờ ở bàn đăng rưu gọp hiệp mân bro kết đây nâng ta mơ tớ lạc tập hòl nâng 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 tài bà tò nhìn chân tớ ta lục tiếng pi nâng triêm lẹ kà nạ tha nâng thuê rõ tha phí bà rưu gọp chôl tớ bà chùm sạp hiê rưu gọp đàm bay chùi bằng kà rõ tha phí bà thamấy rưu gọp giá nàm bà xúc chân lục xong nàng xì lục ni à nạp ni bạn nhà hàng mình bị bạc đọc sai thì bị pro sẽ tiếp cả việc chụp bạc luôn chụp bạc còn lại thì mỗi cứ tu và chỉ để không ai pop hơn quan tro cái nắp bạc xong cứ chết cầm rất nâng cứ mình ai bạn để sai bạn cắt ta thì pí cứ xã hội anh ra chết cứ quan tro cả sao là tập hòa này bị pro cái bàn sao chiều cái bàn sư bằng kê cái khơi đang bị muốn khai bạch nào cái tham bẩn chi chúa cần bẩn chi chúa đang bạch nào để tiếp chăm đây cái nạn cam tika tiếp chăm cả bạch nào nữa cứ chỉ bẩn chi chúa mình sống kết toa tại sao lúa chúa kì lốc chúa kì bầm bát chúa kì bầm lâm chúa kì làm ấy các bẩn thay sự lập nào để trở bàn mở cái nạn bạch sang ruột chết mà giang bên chết cứ miên chúa mau rọt liên nè dọc tới bầm báo xâm lấy ai cái nạp bạc bị chia chun mình toàn chàng bỏ chân nào thoát cứ cái nạp bạc bị chia chun miên priết lừa cái nạp bạc đó đây bỏ chân hơi sơ là mình chẳng bạch bỏ chân nào cái chân này chẳng bằng kỳ dôi thà ô cả bỏ chân nào đi chỉ cả bỏ chân nào lên sao rồi bài ca ông ca sạm chỉ chịt để kỳ tạ ạ nụ xác kỳ thà trời tài kè bỏ quân bỏ chân nào tư cả bỏ chân nào từ tuổi dọc bàn đối chứ kỳ bàn bỏ miên tăng phí muôn năm tăng phí muôn ไทยวอชิงตันเตียดให้องค์การอเมริกัน NDI ก็เก็บบ้านประมีนตั้งปีมุ่งไทยวอชิงตันเตียดกิจการไอ้แก่ลำอ้อแก่ดำเรือแต่ก็จะบอกบ้านแก่เอาไว้ตัวแต่ซอรุ่งฉันอาดุสะหรือสำนักบอกกี้อย่างสรงนั่นจึงสรุปสันนิษฐานกิจการวอชิงตันคือมันอาจจะตัวยาวบานมันแมนมีนใจกระดาษปะสองครัวจีเต้สหกุมอันตรายจีดคือគេច្រានចោលគេមិនទទួលយកបានពជារៀនខ្មែរក៏ច្រានចោលសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ច្រានចោលមានន័យថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយគណៈបព្វជិជនហើយបន្តិចទៀតនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺចាំតែបន្តតាមក្រោយគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគឺលទ្ធផលបែបនេះគឺមិនទទួលយកបានដោយខាត់អ្វីដែលត្រូវទទួលយកគឺលទ្ធផលដែលប្រកាសដោយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិហើយនេះវាស៊ីស្របទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកស្គាល់ការអន្តរជាតិគឺស្រាវជ្រាវគេរកឃើញគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺទទួលជ័យជំនះលើគណៈបកប្រជាជនដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទួលនីតិដឹកនាំប្រទេសរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះបាទមើលទៅបញ្ហានៅខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនអំពីរឿងនឹងតើនៅក្នុងពេលនឹងលោកកឹមសុខាអាចបញ្ជាក់បានថានឹងមានមធ្យោបាយណាដែលអាចធ្វើឲ្យដូចថាកំលៀតនឹងអាចជាប់គ្នាមកវិញបានខ្លះហើយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនឹងតាមលោកមើលទៅបាទ Hello បាទសូមចេញលោកកឹមសុខាបាទយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយគឺយើងជួនដំណោះស្រាយអីគឺការបង្កើតគណៈកម្មការជំរុញមួយដែលមានសមត្ថភាពមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលកិច្ចអ្នកជំនាញផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតពីគណៈបកនយោបាយ
ដើម្បីរួមគ្នាទៅភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងឲ្យឃើញថាតើមានភាពមិនប្រក្រតីមានកម្រិតប៉ុណ្ណាយើងវាត់វែងមើលតើកម្រិតណាហើយកម្រិតវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃគណៈបកនីមួយមួយទៅប៉ុណ្ណាដល់អាហ្នឹងហើយជាដំណោះស្រាយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាថាចាញ់នឹងចាញ់ឈ្នះនឹងឈ្នះអញ្ចឹងអានេះជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតបើមិនគណៈបកតាមតាមបច្ចុប្បន្នចង់ដល់ដំណោះស្រាយមែនគឺអត់មានអីប្របាក់កើតចូលរួមបង្កើតគណៈកម្មការជាមួយគ្នាមកហើយបើរកទៅឃើញថាលំអៀងប៉ុណ្ណាអ្នកគណៈបកសង្គមជាតិទៅកើតបានប៉ុណ្ណាគណៈបកប្រជាជនទៅចុះណាទៅឡើងប៉ុណ្ណាអានេះយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាធ្វើគណៈកម្មការជាមួយគ្នាពេលនោះអត់មានអីប្រកែកទៀតយើងនឹងប្រំរៀនទាំងអស់គ្នាឲ្យពេលដែរយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាស្អីក៏បានទាំងសាធារណជនទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏បានតែប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គមជាតិអត់ទាន់មានគិតពីរឿងបញ្ហាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រជុំសភាអីទេគឺយើងគិតពីរឿងរដ្ឋធម៌នឹងការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសិនបាទ The Voice of America VOA បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសមរងស៊ីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទឥឡូវសូមទទួលសំណួរពីខេត្តតកែវមួយលោកចន្ទថនបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទថនមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរបាទយើងមានពេលតិចតួចសូមអញ្ជើញកាមេរ៉ាបាទជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីអាដាមកឹមសុខាបាទខ្ញុំមកពីក្រុងតកែវខ្ញុំមិនមកពីខេត្តតកែវទេហើយខ្ញុំមានរបាយការណ៍មួយចំនួនក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្ញុំបានចុះទៅអង្កេតផ្ទាល់នៅការិយាល័យនៅកន្លែងមួយក្រុងតាខ្មៅបាទគឺមានប្រកបមិនប្រកបដីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានអង្កេតឃើញបាទហើយទីមួយគឺតកតងជាមួយនឹងឈ្មោះដែលអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំបានអង្កេតឃើញចៅចលៃមួយដែលលេខកូដចៅចលៃ1158ដែលមានឈ្មោះអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតចំនួន673នាក់ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានអង្កេតឃើញពីប្រកបដីនេះគឺអ្នកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតគឺមានត្រឹមតែ339អ្នកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាឈ្មោះដែលផ្សេងទៀតដែលរហូតដល់ម៉ោង3គឺអត់ទាន់មានឃើញអ្នកណាមកបោះឆ្នោតទេហើយតាមរបាយការណ៍របស់ Comptroller ក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងៗទៀតបានរកឃើញចាក់ទងជាមួយនឹងឈ្មោះខ្មោចកាលពីនៅមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានេះគឺជាភាពសក្តីមួយដ៏ធំដែលមានចំនួនត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលមកគឺក្នុងការចល័យមួយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការអង្កេតផ្សេងរបស់ខ្ញុំនោះគឺក្នុងមានចំនួនតែប៉ុណ្ណឹងចំនួនអ្នកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតតែចំនួនតែ339អ្នកតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបាននោះគឺគណៈបកគឺព្រោះជាទទួលបាន225សំឡេងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតែ107សំឡេងឯងនេះមានន័យថាទោះបីជាមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឃើញថាលទ្ធផលនេះគឺឈ្នះក្នុងការចល័យមួយនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅហើយវាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាសង្ខេបសំណួរបាទបាទនេះក៏ជាខមមិនរបស់ខ្ញុំរបាយការណ៍មកហើយសំណួររបស់ខ្ញុំដែលជាសំខាន់គឺតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការចូលរួមប្រជុំសភាដោយបានខ្ញុំបានតាមដានតាំងពីអាណត្តិមុនមកខ្ញុំឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងមានជំហរមុនដំបូងគឺអត់ទទួលតែក្រោយមកខ្ញុំតែតាមដានដែរខ្ញុំក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយដែរគណៈបកប្រឆាំងមួយដែរប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំឃើញថាក៏បន្តនៃយោបល់ចូលរួមទទួលយកអសនៈដែលនឹងទទួលបានក្រោយពីការគេលួចបន្លំបាននឹងហើយនេះក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាតាមសម្ដីរបស់លោកផៃសិផានតែបាននិយាយថាគណៈបព្វឆាំងតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយមកគឺអាចនឹងទទួលយកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានគូជំហរមួយដ៏ច្បាស់លាស់ពីគណៈបព្វឆាំងតែក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ដែលបានចូលរួមការពារស្លឹកស្នោតបាទខ្ញុំឆ្លៀតពេលតាមតែធ្វើការមកដើម្បីចូលរួមការពារអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទបាទបាទខ្ញុំចង់បង្កើតចប់តែខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមបាទប្រកាសបញ្ជាក់គោលជំហរឲ្យបានច្បាស់ហើយមួយទៀតបើសិនជាមានការតវ៉ាណាមួយចំនួនមួយទៀតខ្ញុំចង់សំណូមពរសូមកុំឲ្យមានការជាបាតកម្មឬក៏អ្វីមួយมันមានន័យថាយុវជនទាំងអស់គ្នានោះខ្លាចតែប៉ុន្តែនេះវាអាចជាបាទសូមអរគុណច័ន្ទបាទដែលបានចូលរួមសំណួរច័ន្ទយ៉ាងនេះបាទឥឡូវសូមអរគុណលោកចន្ទថននៅខេត្តកណ្ដាលក្រុងតាខ្មៅអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប្រធានសំរងស៊ីបាទបាទច្បាស់ណាស់យើងមិនអាចចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភា
មុនរកដំណោះស្រាយចំពោះភាពមិនប្រក្រតីដល់ធនធរហើយភាពមិនប្រក្រតីអាណត្តិនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងភាពមិនប្រក្រតីអាណត្តិមុនទៅទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយលាន200,000អ្នកបាត់ឈ្មោះមិនបានទៅបោះឆ្នោតចង់បោះឆ្នោតតែមិនបានទៅបោះឆ្នោតហើយបើយើងមិនបញ្ចូលឈ្មោះគេទៅវិញបើយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេបានបោះឆ្នោតផងហើយមិនយកសន្លឹកឆ្នោតគេយកមកបោកបញ្ចូលដើម្បីគិតឡើងវិញនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានន័យថាយើងរំលងប្រជាពលរដ្ឋមួយលាន200,000អ្នកដូចយើងសម្លាប់នយោបាយបំផាត់សិទ្ធិនិងដូចរបបខ្មែរក្រហមគឺចង់កម្ចាត់មនុស្សរាប់លាននេះនេះគាត់ថាកម្ចាត់ផ្លូវចិត្តផ្លូវនយោបាយប៉ុន្តែអានឹងដូចជាសម្លាប់ដូចជាកម្ចាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចរំលងប្រជារាស្ត្រខ្មែរមួយលាន200,000អ្នកទៅខុបខិតជាមួយអ្នកដែលបំផាត់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាទង្វើដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានភាពមិនប្រក្រតីនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានអយុត្តិធម៌មកលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានបាទបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសមរងស៊ីបាទលោកកឹមសុខាមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមសូមជួយលោកខ្ញុំសូមបេកាជូនសាធារណជនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ជាពិសេសគឺក្រុមគួរយុវជនទាំងអស់ថាគោលណងនៃគណៈបកអំណាចនៃគណៈបកស្ថិតនៅរួមគ្នាបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺយើងរួមរងដើម្បីក្លាប់ដោហើយរួមរងដើម្បីក្លាប់ដោដូចជាមកគ្មានអីក្លាប់ដោអត់ទៅដល់ឡើងទេគឺយើងរួមរងនឹងវាអត់នៃវាអត់បានប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយការរួមរងនេះដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពីមួយគឺយើងទីទីមានការផ្លាស់ប្ដូរទី2គឺយើងលះបង់គឺដើម្បីសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាទាំងពលយុវជនទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងលោកប្រធានសមន្ទីរទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺខ្លះមកពូនគឺលះបង់ដើម្បីអីមិនលះបង់ដើម្បីមានការអីមិនលះបង់ដើម្បីចង់បានតំណែងបុណ្យស័ក្តិទូនាទីនេះលះបង់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងចេះហើយគេជាចំហច្បាស់លាស់របស់ពួកយើងចាខ្ញុំគិតថាចំពោះក្បួយនៅបងប្អូនជនជាតិថាយើងត្រូវតែរយុទ្ធធរហើយមេរៀនយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចបងប្អូនលើកឡើងប្រជែងយើងមិនដើរតាមបានចាស់បារែហើយយើងនឹងត្រូវតែធ្វើរក្សានៅគោលចំណុចមួយដែលជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋសកលណាបាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខាសូមអរគុណលោកប្រធានសមាគមឥឡូវដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកសមាគមអាចមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយជូនអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីជូនអ្នកប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតបប្រមល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលមិនដូចថាមិនទាន់ស្រស់ស្រួលគ្នារឿងលទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះបាទសូមជួយបាទខ្ញុំសូមប្រកាសជាកូឡារថាការទៀមទារបស់យើងការទៀមទាដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីគឺមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចរចាអបស្រីដើម្បីបានតំណែងបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺអត់ទាល់តែសោះទៀមទានេះគឺទៀមទាដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរដើម្បីឲ្យគេគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមបីសង្គ្រោះជាតិយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ក្រឹកក្រែងគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះអាណិតអាសូរប្រទេសជាតិចង់សង្គ្រោះជាតិយើងជាតិយើងកំពុងតែលិចលង់កំពុងតែហិតហោចបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ព្រៃឈើបាត់បង់ដីធ្លីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហូរចូលមកពេញទឹកពេញដីបើយើងបណ្តោយឲ្យស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តទៀត5ឆ្នាំទៀតជាតិយើងរលាយហើយដូច្នេះការទៀមទារបស់យើងនេះគឺទៀមទាតាមបីបញ្ឈប់ការសម្លាប់ជាតិយើងពីសំណាក់អ្នកបម្រើបរទេសឈានទៀតដូច្នេះរឿងនេះមិនមែនរឿងលេងសើចទេរឿងនេះជារឿងអាយុជីវិតប្រទេសជាតិជឿនប្រោកដាច់យើងទៀមទាឲ្យទាល់តែបានបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសមរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនៅថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណេះបាទដល់ពេលវេលាដល់បាទ